cáo cho chị mượn cái đấy. Cho chị mượn cái đấy. Phòng trọ mình nó vãi đái ghê, tức quá. Hôm nay là người ta cho mình 200 nữa. Cái chút thì đi. Mẹ, mai, chế nó gì vậy? Cái tay nó. Này, mẹ lấy chó nó mà. Em bảo là nó ăn một bún 2.000 cái đôi, nó bảo ăn mày không? Kêu anh ăn giùm em cái này. Làm gì đấy ta? Vẽ tranh đi. À, nó cả rồi gì nào? Ừ. Cái này cái thứ sáu à? Mẹ tưởng mua sầu cho ăn chi đôi này nó chị. Chia đôi, mỗi đứa 115.000. Đi, nọ này chị vẽ này. Chị ạ? Ừ. Hàng của chị với ai? Cái hoa xấu này của chị với chị. Trời ơi, đánh cho tòe không với tao vậy. Đúng không? Từ đấy là em là anh mừng nhỉ? Dạ. Nãy luôn không nghỉ chưa? Dạ. Lúc về thôi à? Hai chồng mình nhé. Dạ. Thank you.
Ồ, vậy chị không được mát rồi. Cho chị Thăm, cho chị Thăm lên tí nha. Chị đến tí xong bây giờ để qua bên đây đi. À, đây đây, cũng phải đến. Mặn này chấm muối, mặn này ý là cái dạng như quả chua quả không, quả đắng quả không, nhưng mà phải chấm muối. Ăn như chém chả. Ăn như chém chả. Làm thì ít mà ăn thì nhiều. Thì giờ cuối tuần còn 4 ngày nữa đó mẹ. Làm anh bố mà làm 12 tiếng đi. 1 tiếng 3 ngày thôi. Thì em thì giờ cuối tuần đều 12 tiếng chứ không có việc lắm. Có việc rồi chứ không có việc. Chị thôi. Cuối tuần đó. Hôm nay chị làm chứ, tại vì tuần sau nghỉ mất thời gian. Nghỉ à? Nghỉ được. Làm được mà.
dạng này ra kênh ra dục tôi là dạng luôn cái mỏng nước để nóng chị á thì cẩn thận em á em chưa ăn được em lo con nhà bánh cuốn cần gì ăn con dâu bánh cuốn lại ngửi thôi ngửi thôi đồ no rồi ha hẹn nào bánh cuốn đây à chấm luôn. Ê, tiên ơi, trên nhà chị ấy, có thằng con nhà bán ăn cuốn đẹp trai. Có. Chị nhảy cũng được. Nó dưới, tao nói cái gì luôn đó nhung. Chị nói gì? Tao chưa nói hết câu à. Chị nói như thế là hiểu luôn. Trên nhà chị có nghe mà nói thế là hiểu luôn. Cuốn đẹp trai lắm. Nhảy kiếp. Làm như mình hang lắm. Tiên là mới thích ăn cuốn mà. Không, ăn được này. Giờ mày về cái Giang ơi, em để tôm cho anh đấy. Cũng là Giang luôn. Ý là đang bảo chồng rồi. Em để tôm cho anh đấy, em đi lấy anh thân cuốn đây. Đấy. Em không yêu anh liệt cơ nữa. Em thích bánh cuốn. Có khi em ở đời em lại về đón tôm. Ô, mày. Mày ấy. Mày ném mẹt vào mặt tao. Giờ tiên mà đi lấy chồng chắc tôm khóc ghẻ đâu nhá. Thôi em thì chị lớn thế á. Chị có bán cái tàu lao. Chị nha. Ừ. Việt Nam mà coi được video này là sao ông bảo hey, mấy con này đi về bờ đi về bờ không muốn động chạm vào cái gì nữa luôn á.
Bây giờ cứ tận hưởng đi, sau này nó không có hàng đâu. Nó về... Ê, chồng bọn bay vào em nhá. Bố chị về nhà ở mẹ nó hơi xí lên mặt. Nè, anh cái này coi. Bố, này bà tống hộ hơi xí lên mặt. Ừ, về nhà mẹ nói sai, mình kinh lắm. Quát như con đẻ. Mẹ mày chỉ cần đi. Khi nào mà đi lên đây phát tao chửi tư bu đăng lên tới đây luôn. Không là im chứ chửi gì đó. Bật lại im không? Bật lại. Em 12 tiếng về phê lắm à? Phê lắm. 10 tiếng này mình làm mình quen rồi thì nó đỡ. Cần cần lâu đang làm ít được cái này. Nhất là mấy cái hôm đầu đi làm đi làm, còn 8 tiếng mà về tới nết không nổi. Biết sao tại chơi quen lâu rồi là mà rồi vẫn được. Cũng chỉ là quen mẹ nhà cũng không đầu tiên. Xong rồi bồi chị cứ than mấy hôm đầu thì than xong nó bảo cứ nghỉ đi. Ở nhà ăn mì tôm, coi như ăn đấy, đừng có đi nữa rồi kêu. Con người mà lúc nhỏ thì bố mẹ nuôi giờ phải làm đi chứ. Mình là con người đâu phải con nợ đâu mà. Nó phải ăn đậm đâu mà ăn đến nằm suốt ở đâu mà. Ê, nghe nhạc đi nào anh. Tiếng. À, Tiên ơi, mày không sợ nó ướt thật là Tiên. Không phải không, chị sợ. Món giỏi nhung nhập. Không thể ăn được. 20. Ừ, nhìn chị ra ngoài. Con nhà bắt ướt ơi, mai mua dùng hộp nha. Con dâu bắt ướt. Người ta mê con dâu bị vàng. Đây mê ăn bắt ướt. Em có thức ăn bắt ướt nhà thường thủy nhỉ? Ở nhà rất có thức ăn lắm. Chị ở nhà cái bánh ướt kia chị ghét ăn cực.
mẹ chị thích ăn có thể mua. Còn bồ chị biết là nó cứ ê hay là mua 20 ngàn đó, không được ăn nhiều mắm. Quan trọng là nước mắm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao là nước mắm nha. Nhưng mà tao không có cái bịch. Nhà tao không có bịch, không có bịch luôn. Bịch. Không có cái bán tới tay coi gì. Nhà tao không có bịch luôn, với không có cái khay cái ly nào nhỏ nhỏ hết á. Ê cái ly ấy nè, cái đồ để đựng muối bánh tráng này nhưng không có nắp, không có nắp. Hoặc mua ký ăn ẻ luôn, ăn tới tối lai. Ăn kinh em đói Nhung ơi, mai em mua dùm em đi đường ra đó em có thấy bánh bao không? Bánh bao màu trắng trắng có nhân ấy. Không có loại to à? Sao chị Hồng bảo là chỗ trường cắt tim gì đó. Đó, đánh cái loại nào rồi. To cái con chim một tí thôi. Không có loại cho con không biết đâu. Có thịt mà. Không có gì đâu, không biết. 2.000 cái hay 3.000 cái. Nếu có nhân thì mua cho chị mấy chiếc rồi nhé. Không biết là có nhân gì ra hay không? Nhân ăn cũng ngon đấy. Ăn thì ngon. Ý này. Mẹ, ý này nếu em hỏi có nhân thì em mua điều chị nhá. 5 cái. Ăn từ giờ đến tối. Nhớ nha. Nếu có, nếu có nhân thịt thì em mua, còn không thì thôi. Đấy, nó có biết được trong có nhân thì không. Ê, chung quân ai đồ. Ừ. Đâu. Thì em hỏi người ta là có nhân không cô? Giống sáng nay ta vô ta thấy cái bà đấy có cái nồi hấp, thật tưởng là bánh bao, chạy vô hỏi bánh bao hả cô chị? Không, xôi. Không, cái bèo. Ừ, ngủ đấy nha. Ừ, chị con thịt bị khúc đâu đó. đàn hạt bay mình lần lượt tiếng chưa?
để gì chia giờ chỉ có ly hôn thôi chứ chả chia. Chị kết hôn rồi hả? Chưa, qua tuần sau. Cứ chê tao ế ế nên tao mới phải cắn răng một lần. Đúng rồi. Thấy hiện còn chưa răng á. Đúng rồi, có lần mà thầy đứa lấy chồng tao bảo thôi lỡ hỏng cơm muốn ăn là mất cứt. Cái gì? Tổng rồi, cơm muốn ăn là mất cứt. Ăn đầu bùi luôn chứ cứt gì. Qua là những đứa đấy nói thôi chứ mình ở chung nhau với mẹ còn khác gì vợ chồng đâu đúng không? Đầy chuyện xảy ra cãi nhau này kia. Không, nhiều lúc cũng chán lắm chứ. Chán thật mà, nhiều khi nghĩ bỏ nhưng mà nghĩ bỏ thì đã sợ ế. Không phải, yêu thì không còn là yêu đâu nhưng mà cứ nghĩ là cái còn cái tình thương, cái tình thương. Y như là chưa hết duyên với nhau vậy. Tình thương. Chị tin gì? Cũng lưu luyến vì nhà anh đấy cũng hơi có một tí. Đúng rồi em, thời này tiền đầu mà giờ không có tiền ai trả khổ nên là nhiều đứa chị đem một điểm hiện này nhé. Để đâu xa xôi này nhà ăn bánh cá thôi, tại sao lại không yêu ăn bánh thịt mà lại ăn bánh cá? Bánh cá rồi thời này có phải là xin vì bánh cá có tiền, thời này kinh tế là chính em ơi. Yêu gì nữa, nhiều khi chị thấy nó cũng quá đáng lắm, nó cũng ham chơi đó tính bỏ nhưng mà chị nghĩ là không kệ mẹ mày ham, nhưng sau này tao vớt lại được nhà mày có là được đấy. Tính hết rồi. Chứ sao, giờ nhiều khi bỏ cái gặp thằng ấy hơn thì sao? Không có đi, cỡ ngủ. Tính hết cả rồi. Tỉnh táo lắm chị em ơi, yên. Biết giờ có tỉnh hay đang luôn rồi. Nhà Hùng cũng có hả, đúng không? Hả? Nhà chồng Yến cũng có kinh tế mà. Nhưng mà chị thấy nhiều khi mẹ chị cái con mà mấy ông bạn chị thì cứ bảo là chứ quá đáng quá thì mày bỏ đi, nhà mày cũng có ấy đâu mà sợ ấy. Nhưng mà tại vì mình thương á. Ừ, mình đang còn tình cảm, tại vì bọn nó ngoài cuộc bọn nó cứ nói là bỏ là đơn giản ấy. Người ta cứ nói thì hay đó nhưng mà làm được hay không chứ. Mà chị không làm được hả? Tao mà làm được đời tao đã lên hương. Hương là bảo được. Con cu nó làm được, hương luôn mờ con mắt. Đúng rồi, con cu làm được. Cu làm bốn mắt. Quán trang. Lương mờ con mắt rồi. Lương lờ, lương vui lờ con mắt. Bỏ được là sướng. Một là đời lên hương, hai là gặp thằng tệ hơn thôi. Thằng nằm gặp được anh đi bắt chơm. Hai là đánh thôi. Thật. Không phải đâu, cũng một phần do mấy bà thím của chị ấy bán nước làm oai. Khoe là con bán lấy dầu này kia. Mình không ghét. Em nhớ phải không? Chị có lấy cái dầu không hả? Ừ. Cái dầu đó là đưa rồi. Mấy bà phần nổ. Mấy bà phần nổ. Bà dầu như mấy cô đi thường rồi. Mấy cô nghe mấy dầu là. Mấy cô nghe mấy dầu là. Mấy cô nghe mấy dầu là. Mấy cô nghe mấy dầu là.
Trên đời này đúng là cái gì cũng có giá của nó thôi. Chị ngẩn cái gì nãy giờ vậy? Chị không biết chị nói này. Trên đời các em. Em nhận ra tâm lý thấy lâu rồi giờ chị mới nhận ra. Không phải, ý là như vậy này. Mình ham nhà giàu thì mình cũng phải chịu những cạnh mẹ nó này kia, phóng thấp này kia. Đời vậy là chắc kêu nhà bà này giàu lắm nhỉ? Đúng. Giàu, năm tháng giàu mà hay giàu em. Thì có thì chị cũng quen, có thì cũng quen, giờ thực tế đi, ai mà quen nhà nghèo, đúng không? Mà nhà mình như vậy là tự nhiên đi quen nghèo hơn, để nghèo hơn chứ. Chị chấp nhận đây, cho bà nói bất kể cái gì tao vô bước chân vào nhà bà thôi. Cần bà thích nói từ cái gì luôn. Thì chị chấp nhận là chị cho giờ bà thích nói gì là chị chấp nhận hết để bước chân vào nhà bà thôi. Hoa mặt trời à. Nhỏ kia.
làm mình không. Thì ơi em làm môi thì em có nghe mùi tan tan không? Có chứ. Ừ, nó cứ tan tan luôn. Giống như mùi máu. Chị chắc những con rồi sao mà cho xương rồi đó, họ đỡ xương rồi đó, hết xương rồi hết luôn, hết màu rồi. Hết màu hả? Không có màu ấy đâu. Giống như gấp rồi á. Đừng xoay cam đấy, quan sao cam đấy làm sao đi. Cam thường này. Cam thường mới đầu đây. Cam thường mới yêu bạn. Cam đây không chuẩn. Sau cái iPhone á, chị bác sĩ hồi đấy chưa? Đấy mặt chị chưa? Cái đó thanh bóng nghe cái mặt, không có cái mặt thẳng nhìn được. Nó hết màu rồi. Nó hơi nhạt nhạt, thật rồi chị ơi. Tôi bỏ nhẹ đi, con đây đi. Đóng hết tiền chưa? Ừ? Đóng hết tiền chưa? Hết rồi. Có thể bỏ đi. Trời ơi, con mới 5 ngày nữa nó kêu không ok, lại làm lại mà. Đau lắm chứ. Dạ, nó làm lại cho mình được. Mà mình bất công, mình bất công mà lại đau mình nữa thôi chứ con. Nó phải bảo hành cho mình chứ làm ở đâu bây giờ cũng vậy thôi. Mà chị cũng có thể làm đi làm lại nhiều lần đâu. Không thể đúng không? Đó. Tao bỏ mẹ. Bà sẽ môi cái đấy là ngân mũi trưởng đến cho bà sẽ đau. Ngân mũi. Đau, đau mũi ý là nó chỉ đau lúc đấy tiêm tê cái xong vèo phát xong thôi, trong 1 phút hay 2 phút rồi. Có này tiếng 2 tiếng hồ em nghĩ cái gì thì gì lại đau không? Đúng không? Ừ, đau mũi mình chỉ có tiêm tê rồi, đau tê thôi. Về sau lần 2 chị sưng hơn đó. Một cám, một cám. Ê sao nói rồi chứ sao lần 2 em lại không bị sưng nha, lần 3 cũng không bị sưng. Chị cứ điện không nhớ hồi đó. Nhưng mà em lúc mà em bán đi em dễ môi về ông nam chị phát hiện ra là từ lúc mà mình chưa bong á thì nó đỏ nó thôi, khiếp mùi đỏ thế rồi không. Nhưng mà trong cái lúc đi thì em có thấy đau không? Tay nó có đè mặt không? Hả? Tay nó có đè mặt không? Nó cũng tô thế này thôi. Ở đâu cũng làm thì chăm nhau thôi. Nhưng mà chị cảm giác được, chị cảm giác được cái con mẹ này đè tay mặt hết. Đè mặt cái ngực mặt đó. Mày nghĩ sao? Mặt mà nâu bông cho chị ấy. Kéo một quả môi ra đá, nâu mặn thôi. Tay, bảo mũi để xuống mũi sửa mà cứ đi đè lên cái quả mũi của người ta. Nói chung bán đi đau lắm, bán đi mặn đấy, cái lời của bán. Ăn chỉ ba đó. Ăn được từ đấy. Bạn chị cùng đấy là mà con ấy tự nhiên thấy mình nằm chảy nước mắt chết quá không biết đau bù tê dậy bù tê không không làm luôn hả? À, chị mua bùa chị được rồi chưa chị ra làm một lần rồi chào thế là hai đứa nằm bù tê với nhau thấy chị đau quá sợ thì ờ thấy chị đau quá sợ mà bả bù tê xong bả để hai quả môi bả cứng á đúng rồi nó bảo đau ghê vậy hả? Không đau rớt cái mắt sao nổi này thì đau mới rớt được chứ. Thì có chưa? Chưa. Thế là nó hẳn có đau rồi. Đau.
chán đấy, đợt này chăm cao chán này. Ăn hết quả nhiều tí đấy. Không còn lâu mà. Còn lâu đúng không ạ? Thấy chán rồi nha. Xong đợt này tao cũng chán rồi. Tính mua được ký này mang về cho mẹ ăn. Mẹ nhà mình buồn. Tối coi phim lắm. Tính ra cuộc đời buồn ha. Tự nhiên ra còn lại chồng mất thế. Ở một mình buồn. Ôi nhà nó không mất à? Cái gì đến chồng mình thấy à? Tối cũng khiếp lắm, mấy ngày hôm đầu bọn chị đi hết xong ấy. Khiếp lắm, không dám lên phòng khác đâu, không dám lên trên. Ở dưới bảo là nhà riêng với ở cùng mình nó làm gì? Không đi, người già không chịu đi, cứ bảo ở trên đó còn bố chị nữa, phải làm mộ các thứ, không đi. Bảo đi xuống đây, ở hôm lên mấy bà chị chơi không một chút. Không thì thuê theo bố đi, nó không có bạn có bè. Thuê chán. Đấy, bảo ở cái bà đằng trước không chồng ấy. Tháng 3 triệu cho ở. Chị đến chồng gần không? Gần nhưng mà ít xuống. Nhà người ta bà mấy bà còn có chồng con ấy. Ta còn nhỏ mấy bà ít xuống. Chị sợ buổi tối ở thì trúng gió thì thôi. Quỷ nó mình sợ. Đi bố đi. Ừ, chứ không nặng đêm nữa. Chết luôn, nó lại làm cái gì nhà nữa thì xong. Hết tiền luôn. Cho ba em cũng vậy, con gái em cũng vậy mà. Chơi bữa thừa giờ. Cái bà bữa bà cãi em chậm chậm nha. Nhưng mà nó thật thà. Bà ơi, kiểu tiếng mắt má không? Bữa chị về chị cũng bảo mẹ chị nè, kiếm người ở cùng đi. Mẹ chị kêu khiếp, bây giờ nó không thật thà. Nhưng bà cũng ở luôn khá lâu rồi ấy. Chứ mà gặp bà tai quá thì rất đi lâu rồi. Kêu ở cùng tối ngủ cho đỡ tội thôi. Thầy cả không ngủ cùng thì muốn một phòng được nhưng mà nó yên tâm. Ừ, ý là tối có cái gì á. Đấy, ngày xưa bố chị cứ bảo là đẻ đông đấy, giờ cuối cùng có ai đâu. À, như là... Nhưng mà... Mấy đứa cháu ấy kêu xuống ở với bà nó không xuống. Nó bé bé, kiểu như nhà nó có chị em nó chơi vui ấy, còn xuống bà cứ hủi thủi xưa TV nó không xuống. Đúng rồi, trẻ con nữa hả? Ừ, ở nhà nó chị có em rồi mấy đứa nhắc nhắc là không xuống. Nó bảo xuống bà sợ ông lắm. Em có cách này nè. Không mất đâu. Em có cách này nè Nhung. Gì? Rồi chị đi xin đi chị đừng lấy chồng. Để ở đây chị Nhung. Ăn sớm mà sao này là dễ. Cũng phải chị không mà. Vừa sướng mà gì? Vừa có mẹ có con. Cũng đang tính vậy. Đúng không? Tội nhà ở một mình. Tội ba. Mà mẹ chị bắt chị đi chồng. Sợ sau này chị cũng lùi thủi giống vậy. Xách ông kia về. Xách nó. Xách ngược về đi em. Đúng cổ, xách về. Nhét bao, xách về. Nốt cái chuồng á. Không lấy thì khổ mà lấy. Khổ. Mẹ cho con không về con ăn dần. Có ông bà bao á. Nhưng mà ý là ví dụ như mẹ chị già hẳn đi rồi bố chị mất cũng được, đang cái tuổi đấy hai ông bà giờ mới có hưởng thụ gì mất chứ. Mẹ chị lớn tuổi chưa? Sang năm mới được 60 mà trẻ lắm, nhà mà trẻ lắm. Kêu bà lấy chồng thêm đi chị này nữa. Khùng, em lấy làm gì rồi đúng không? Nói, chị
yêu bố chị, yêu bố chị già rồi mà vẫn bảo yêu chồng, ai hỏi bảo yêu chồng. Nhưng mà đúng rồi, bố chị lo cho từ A tới Z, không phải bố chị lo cho từ A tới Z, cuộc đời có phải suy nghĩ gì đâu. Hôm nay có tiền được tôi cho ông có tiền thôi, tự lo. Tối đấy đó bố chị kêu có việc gì á, bố chị suy nghĩ cả đêm, mẹ định kể cái đọc xuống kể. Ông nói rồi. À. Sướng đó. Ừ. Con cái mà hư gì chửi mồm xong thôi tối vẫn ngủ ngon thì chả suy nghĩ. Vô tư ấy. Trạng thái dưới cái gầm nó ở trên đầu hai ấy, nhưng mà xây dạng thái có lâu nữa thái ở dưới là mình nằm cái gầm để cắt thứ đi kể chị ở sợ lắm vợ thì đã bảo là có dám đi lên phòng khách đâu, đợt bố mới mất khiếp ấy đâu có dám lên đâu. Chị còn chọc là dù có đi nhà vệ sinh nhốt trong phòng bố chị vẫn vô được chứ đừng nói không lên. Bọn chị cũng vậy mà, nhưng mà kiếp thật mà, nhưng mà bố chị ấy nha. Ngày còn sống á, sao mà ở trên xã nó chụp cho cái hình cựu chiến binh á, nó giống y luôn, không căng một gì luôn. Giờ chị đi thắp nhang chị nhìn đúng như bố chị đang lườm chị này. Trời nó giống dã man luôn kiếp. Nhưng mà nhìn đấy lắm, nhìn giống thật lắm. Nhớ là với lại là ý là mẹ chị bảo là mẹ lúc mà mới mất cái mẹ chị mà người ta bảo này tâm đấy để lên bàn thờ bàn để lúc mới vừa mất xong mà mẹ chị bảo nhìn sợ lắm. Xong rồi đi làm tấm khác đi mà vừa mất xong mà làm hình mờ toẹt không ấy rồi phải để cái tấm đấy. Bây giờ hình đám ma chụp vậy mà ý là đứng bên quan tài quan tủ kính để mấy mẹ con chụp kỷ niệm, giờ nhìn đâu mặt rõ mốt mặt bố chị đâu, người chết nào ấy đến giờ là con rõ mặt rồi dù mới chết hay chết lâu rồi. Ê chị mà về Bắc ở các buổi tối chị không cần xin ke lắm răng mà bó mẹ đâu đủ thứ cả chim này. Mẹ ăn cái gì mà mình vừa ăn mày thử tìm mày cười vậy. Tiên không ăn à? Tiên chắc nó mua để cho có rồi. Chẳng thấy ăn nhỉ? Nó mua ít mà, nó không có hai bình đi. Nó sợ cay thì sao? Cay mà. Tiên nó cay mà. Tiên nó bình bình gần, nó bình. Tiên nó nói là... Chắc nó không ăn được cay, nó không lấy gì. Ăn gì ý. Tóm lại là mày ăn được cay không Tiên? Ăn được. Tiên không ăn được cay cho mọi người đâu. Ý là ăn vừa vừa chứ.
Em hôn được ai hả? Kệ mẹ. Bye. Từ chi mà? Lòng chi mà? Ê, mấy người kia chuẩn bị sang cái thứ 8 rồi luôn nữa. Làm sao mà? Từ từ thôi các bạn ơi, cho mình leo với. À, mà bọn nó cũng về trước, mình có nửa tiếng thôi em ạ. Gần tiếng ấy. Gọi nhà máy chưa?
Ê, em cắt cho chị ơi. Tiên nó khéo mà. Tiên đi học nail mới phải Tiên ạ. Nail rẻ mà. Em có thể đi học. Dạ. Không nail rẻ đúng không? 8 triệu thôi. Ừ, đó chị. 8 triệu thôi. Thì bà con hỏi con là 22 triệu chưa đồ nghề. Con nào? Đồ nghề nữa thì kiểu như là 22 triệu. Con nào? Bay đi học ông tao ấy cho đồ nghề của nó luôn á. Được chưa? Được chưa sao quà tặng? Chỉnh lại đi. Chỉnh lại cái nó loa đi. Chatting and they don't feel cool. Hai phút năm mà. Ừ. Đúng không? Nói đúng mà đúng không? Cái đó mình không bình được. Đúng không?